Tháng 9 năm 2006, WWF Việt Nam đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án đảm bảo và thiết lập quản lý bền vững tài nguyên rừng cho các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu của dự án nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và quyền hợp pháp cho các cộng đồng người dân tộc Paco và Vân Kiều nhằm quản lý bền vững tài nguyên tự nhiên khu vực rừng đầu nguồn huyện Đắk Rông. Quảng Trị nằm ở vành đai hẹp nhất miền Trung Việt Nam, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình. Khu vực Đắk Rông nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Trị. Vùng miền núi tỉnh Quảng Trị được đánh giá là một trong những vùng nghèo nhất của Việt Nam, với dân cư sinh sống chủ yếu là từ các nhóm dân tộc thiểu số. Ở khu vực Đắk Rông, giao thông, chợ búa, cơ sở hạ tầng cơ bản, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội đang còn ở mức tối thiểu. Đồng thời, những hậu quả do chiến tranh để lại nơi đây vẫn còn nặng nề. Do đó, người dân nơi đây sinh sống chủ yếu phụ thuộc vào những cánh rừng và con sông để kiếm sinh kế. Các hoạt động phá rừng, khai thác quá mức, chặt phá và lấn chiếm đất rừng để canh tác đang dần làm mất đi các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng. Đồng thời, độ phì nhiêu và năng suất đất đai đang giảm dần do khu vực đất nông nghiệp đã bị cạn kiệt, cùng với các tác động tiêu cực của hạn hán, bão lũ và xói mòn xảy ra hàng năm. Quảng Trị cũng là nơi còn giữ được những giá trị đa dạng sinh học độc đáo, có một số loài gần đây mới được khám phá. Vào năm 1992, dãy Trường Sơn đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi người ta phát hiện ra loài thú lớn có tên là sao la. Và tiếp sau sự kiện đáng nhớ này, một loạt các loài khác cũng bắt đầu được tìm thấy như mang Trường Sơn vào năm 1997. Các cánh rừng ở vùng Đắk Rông có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn của loài gà lôi lam màu trắng mới xuất hiện lại gần đây, cũng như các loài động vật thuộc bộ linh trưởng như trà vá chân xám, khiếu đá mun, vượn đen má trắng và một loạt các loài thực vật, chim, bướm, bò sát quan trọng khác. Một biện pháp cấp bách được đưa ra ở quy mô cấp tỉnh nhằm đánh giá lại hệ thống quản lý rừng kết hợp với ngăn chặn nạn chặt phá rừng vẫn chưa mang lại nhiều kết quả mong đợi. Đối với những khu vực xa xôi hẻo lánh hơn như Đắk Rông thì đây là một mục tiêu chính của những kẻ khai thác lâm sản ngoài gỗ và gỗ bất hợp pháp. Các hoạt động săn bắn nhằm mục đích buôn bán bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã, trong đó có loài sao la, bò tót đang dần dần làm mất đi tính đa dạng sinh học độc đáo của khu vực này, cũng như chức năng của các hệ sinh thái mang lại sinh kế cho người dân và tạo ra những nét văn hóa đặc trưng cộng đồng. Nhóm cái nhiệm vụ của nhóm bảo vệ rừng chúng tôi á, thì hàng tháng tổ chức những cái đợt tuần tra và giám sát các cái điểm buôn bán lâm sản và nhằm tuần tra các cái dấu vết của động vật hoang dã và những cái cây cối mà bị dân người ta chặt phá để phối hợp với kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương để tổ chức ngăn chặn và nhằm cái giáo dục tuyên truyền cho người dân có ý thức về cái lĩnh vực bảo vệ công tác bảo vệ rừng. Ví dụ như đã thấy cái gì đó chụp ảnh ha. Anh thấy đỏ chưa? Anh đấy. Rồi. Vì theo cái mục tiêu của chuyến này đi là mình đặt bầy ảnh để thu những cái ảnh trong một chuyến điều tra về thú lớn. Vì vậy mình sẽ chọn những cái vị trí nào mình có khả nghi là đây là con thú nó sẽ đi qua đây. Và trên chuyến đi khảo sát lần này thì anh em cũng đã phát hiện được một dấu chân ở bên kia. Mà dấu chân là dấu chân của một con mang lớn. Vì vậy nên là quyết định đặt máy ở đây là dọc theo một con đường này để mình đón cái ảnh của con thú nó sẽ đi qua đây. Vì vậy mình quyết định đặt máy ở đây. Thì trong thời gian từ cuối năm 2008 cho đến năm 2009 này thì chúng tôi đã tiến hành tổ chức được như vậy là 17 cái nhóm bảo vệ và thành lập được 17 cái nhóm bảo vệ rừng trên cái địa bàn của Đắk Rông. Và hiện nay thì như vậy là cơ bản các nhóm đã đi vào hoạt động và về phía dự án cũng như về phía kiểm lâm đã phối hợp hỗ trợ cho anh em trong nhóm là về cả cái bảo hộ lao động cũng như một số phương tiện như máy ảnh như ống nhòm rồi cả cái dụng cụ đi rừng để phục vụ cho cái mục đích tuần tra và giám sát của anh em nhằm bảo vệ rừng được tốt hơn. Qua một cái thời gian theo dõi về vấn đề thực hiện dự án này thì các nhóm này hầu hết là hoạt động rất là có hiệu quả và nhiều cái vụ mà vi phạm lâm luật ở rừng được nhóm bảo vệ rừng báo cáo cho kiểm lâm địa bàn và cùng như báo cáo với chúng tôi thì đã thấy rất có hiệu quả.
Dự án này sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề quản lý rừng hiệu quả, tiếp theo là quá trình giao đất giao rừng cho cộng đồng quản lý. Ở khu vực miền Trung Việt Nam có nhiều biện pháp tiếp cận bổ sung trong quá trình giao khoán đất lâm nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Dự án này cũng tìm hiểu các hình thức khen thưởng, khuyến khích dựa trên cơ sở quyền sở hữu đất đai của người dân địa phương để đảm bảo những người quản lý rừng đầu nguồn sẽ được chia sẻ lợi ích tương xứng và giảm bớt nghèo đói thông qua các dịch vụ cung cấp cho người dân ở các vùng hạ lưu. Tiềm năng tạo sinh kế nhờ các lâm sản phi gỗ từ rừng như mây, tre, các cây dược liệu và du lịch sinh thái sẽ được đánh giá cao hơn. Để báo cáo với các anh như thế này, thì trong thời gian vừa qua thì được sự tài trợ của dự án Danida, thì về địa phương chúng tôi tiếp nhận cái dự án này thì có cái hạng mục là hỗ trợ cho bà con trồng giống cây lỗ, mà giống cây này là giống cây bản địa tại địa phương. Thì qua tiếp nhận và thực hiện cái dự án này thì về phía chính quyền địa phương chúng tôi thấy rằng á, là cái giống cây này, cái thứ nhất là nó phù hợp với điều kiện ở địa phương chúng tôi. Cái thứ nhất đó là nó tận dụng được những khoảng đất mà đất trống đồi núi trọc mà địa phương á, thì định hướng của địa phương trong thời gian tới thì nếu bà con thực hiện tốt được cái dự án này thì sau này chúng tôi sẽ mở rộng ra các cái ngành nghề và dịch vụ khác mà cái sản phẩm là từ cái giống tre này. Thì ví dụ như đan lát và là các cái mặt hàng gia dụng á, phục vụ cho các cái hộ gia đình, mà trước mắt là cho địa phương, sau đó thì mở rộng ra các cái thị trường khác. WWF xin cảm ơn Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, Hạt Kiểm lâm Đắk Rông, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đắk Rông, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông, Ủy ban Nhân dân các xã Hướng Hiệp, Húc Nghi, Đắk Rông, Triệu Nguyên, Bà Nang, Tà Long, Ba Lòng và các cộng đồng vùng đệm khu bảo tồn. Nhóm dự án WWF ở Quảng Trị. Dự án này được thực hiện với sự hỗ trợ của Danida.